Hi everybody. Xin chào Lake Mountain Group và đội bóng đá Hello Kitty. Are you ready? Are you ready? Oh, that's great. But before you listen, please be prepared. Em ơi, em dịch lại cho các bạn được không em? Tiếng Việt đây. Không, mọi người hiểu được. À, mọi người sẽ biết tên bài hát này rồi đó. When a man loves a woman, spend his very last dollar. When a man loves a woman, spend his very last dollar. Trying to hold on to what he needs. He gives up all his comforts. See about entering. And you said that's the way it ought to be. Yeah. When a man loves a woman, I give you everything I got. I tell. Trying to hold on. Stand on. Baby, please don't shoot me back. Xin mọi người thông cảm, cái này là lỗi của team âm thanh ánh sáng quên chiếu subtitle. Xin mọi người thông cảm, tại vì mình nghĩ là đến đây thì mọi người cũng biết là When a man loves a woman thì chuyện gì sẽ xảy ra, mọi người đều đã biết hết rồi. Tại vì chuyện chữ của VT là cái này là phải biết hết rồi. Nên bạn đã đánh nhầm đối tượng khán giả rồi, xin mời ban giám khảo nhận xét. Lần đầu tiên anh thấy em xuất hiện trên sân khấu hôm 2 tháng 9 thì anh thấy em cũng khá là can đảm. Nhưng mà hôm đấy là em đóng kịch cho nhóm em đúng không? Nhưng mà hôm nay thì anh thấy là em can đảm thật. Thế em cũng làm được. Nếu mọi người có vào blog của em post lên từ ngày 20 tháng 8, 20 tháng 9, em có nói rất rõ về cuộc thi hôm nay. Em nói vì sao em lại tham gia cuộc thi hôm nay. Và em cũng nói là tại sao mọi người nên vote cho em. Bởi vì sao? Bởi vì nếu mọi người vote cho em ít một chút ấy, thì sáng năm em lại thi tiếp. Và mọi người sẽ được trao tặng. Thật sự là như vậy. Cho anh khi mọi người vote cho em. Mọi người đã nghe nói rồi, đe dọa chưa ạ? Chỉ nói thật như vậy thôi. Còn tùy mọi người. MC xin được có chuyển lời với bạn là hẹn gặp lại bạn năm sau. Có lẽ là em chưa ở VNC nhiều, chứ theo chị thấy là mấy năm trước ai nói câu này là năm sau thi tiếp hết em. Chắc chắn em sẽ không thi nữa đâu. Nhưng mà anh lại không nghĩ đấy là tra tấn đâu, nếu mà năm sau em thi tiếp thì khán giả sẽ rất là relax. Đó, nếu ai muốn nghe em hát thêm thì có thể liên hệ với em. Xin cảm ơn. Đừng quên subtitle. Không cần subtitle đâu. Chị muốn rút lại lời chị nói với Trọng Vũ để chị nói với em. Chị rất xin lỗi vì là chị quá nặng lời với một người mà đáng không nhận ra được, không đáng được nhận cái lời đó. Bây giờ em muốn bị tổn thương hay không? Em nghĩ là nếu mà thực sự cần thiết. Chị rất muốn có một tiết mục của em vào năm sau để có thể enjoy một tí. Giảm bớt cơn nhức đầu mà chị đang có, chị cảm ơn. Chào em. Chào em ạ. Xem nào, trong thang điểm là có những cái gì nữa. Còn nớt. Anh ơi, vừa nãy mọi người có nhận xét là có bạn nào đó ấy, là có cái tiêu chí chuyên môn cao nhất. Thì em xin phép được có một cái nhất, đó là ít tiêu chí chuyên môn nhất. Không, anh đánh giá nếu theo tiêu chí của ban tổ chức thì điểm cảm xúc của em rất cao vì em rất cố gắng thể hiện bài hát. Và anh tiếp theo anh nghĩ làm năm sau em không, 2 năm một lần kỳ VNC Idol tiếp theo em vẫn nên dự thi.
Tại vì là em đã ghi warning rồi mà, cho nên là mọi người đều đã ready để lắng nghe tiếp tiết mục tiếp theo của em. Chúc em may mắn ở lần sau.